Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay là 21 tháng 8 đó, thì tiếp tục chúng ta phân tích về vấn đề của ông Thích Chân Quang và một số ma tăng sàm tăng đó. Thì hôm nay lại nổi lên một ông thầy còn tệ hơn ông Thích Chân Quang rất là nhiều nha cô chú chị. Qua đó thì chấn lột vào cách chữa bệnh của một vị thầy ở trong chùa này nó không đúng đối với khoa học. Thì hôm qua lúc là 21 giờ em cũng đã lên một cái clip đưa cái bài báo nói về Bộ Nội vụ sẽ thành lập một cái đoàn thanh tra kiểm tra ba mũi nhọn và cụ thể là những cái hoạt động mê tín dị đoan mà thuyết giảng trong các chùa chiền sẽ bị xóa sổ trong thời gian sắp tới. Nhưng mà thời gian gần đây lại tiếp tục xuất hiện những cái video clip và kể cả những cái đoạn chữa trị bệnh không đúng và chữa trị bệnh không khoa học đối với một vị thầy được cho là tệ hại. Và một nhân chứng sống đã lên kể về vấn đề này mà chúng ta nghe gợn cả tóc người. Ok mọi người, thì trước khi vào phân tích, cô chú anh chị bấm cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Thì cũng như mọi người đã biết rồi, đối với cái bài báo hôm qua lúc 21 giờ em đã chia sẻ liên quan đến Bộ Nội vụ đã kiểm tra và cũng đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra về các hoạt động mê tín dị đoan và sau đó sẽ xóa sổ đối với các vị thầy ở trong chùa thuyết giảng những cái lời nhảm nhí để nhằm mục đích là trục lợi và xóa sổ tất cả những hoạt động mê tín dị đoan trái đối với khoa học. Nhưng mà ở đây mọi người thấy cái vụ việc của ông Thích Chân Quang vẫn còn chưa được xử lý một cách triệt để. Mà đặc biệt ở đây chúng ta phải so sánh đối với một vụ việc khá là nghiêm trọng. Tôi cho mọi người coi một cái bài báo tương tự liên quan đến vụ việc của một vị thầy này. Và sau đó thì chúng ta đem so sánh lại coi cụ thể là như thế nào nha cô chú anh chị. Ở đây mọi người thấy một cái bài báo này, cô chú anh chị coi. Đây cái bài báo. Làm giả hồ sơ để xét tốt nghiệp đại học đúng thời hạn. Đó, mọi người thấy. Để được xét tốt nghiệp đúng thời hạn, Trần Công Minh và Nguyễn Quốc Sơn đã làm giả hồ sơ bản thân và 8 người khác để thu lợi bất chính 25 triệu đồng. Đó. Ngày 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Trần Công Minh sinh năm 1994, ngụ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Quốc Sơn sinh năm 1994, ngụ ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 bị can đồng phạm. Đó mọi người thấy, đối với cái việc là theo cáo trạng Trần Công Minh này đã làm hồ sơ giả và thi vào Đại học Dược, mà đã được cơ quan chức năng của chúng ta khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đó. Như vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi có phải dân thường hoặc là những người không có tiền hoặc những người là sinh viên thì có thể xử lý mau hơn. Còn lý giới ông Quang, mặc dù cái vụ việc xử lý rất là rõ ràng, đặc biệt là chỉ cần kêu ông Quang trình cái bằng cấp 3 và kêu ông Quang trình cái hồ sơ ra thì có thể khởi tố về tội sử dụng tài liệu giả giấy tờ của cơ quan tổ chức căn cứ vào điều 141. Đó. Và liên quan đến vụ việc của ông Quang này thì mọi người thấy trong cái khóa học của ông Quang lên tới 21 người đó, hoặc là 22 người học cùng với ông Quang này. Như vậy thì cái mức độ nghiêm trọng nó còn hơn đối với hai người này. Nhưng mà hai người này đã bị khởi tố. Còn cái vụ việc của ông Quang vì sao lại trì trệ như vậy thì đây cũng là một cái câu hỏi đặt ra và rất là nhiều người so sánh. Đương nhiên chúng ta chỉ trên cương vị là phân tích, còn sự việc thì cứ để cơ quan chức năng. Ở đây chúng ta đem ra so sánh thì rõ ràng hai cái mức này nó lại là cái mức ông Quang nghiêm trọng hơn hai người này rất nhiều. Vì cái tầm ông Quang nó ảnh hưởng đến lên tới tiến sĩ rồi chứ không phải là bình thường. Mà liệu ông Quang này lấy cái bằng có thể là làm ra chuyện khác hay không thì đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nhận cho nó kỹ và đem so sánh lại một cách hợp tình hợp lý nhất. Đó. Hình như cái việc mà ở trong hội đã có một cái sự che chắn, đã có một cái sự bao che hay là đã có một cái sự gì đó mà chúng ta không hiểu được. Chỉ có cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra hoặc cơ quan an ninh điều tra vào thì chúng ta mới có tin tưởng. Còn đưa cho nội bộ thì hầu như đã có sự phủ lấp, đã có sự che chắn. Vì mọi người thấy đối với cái việc ông Quang mà quen đối với hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học luật và thậm chí những người trong đó được kêu bằng thầy đó, hoặc là sư phụ thì đối với ông Quang và trường đại học luật Hà Nội là một cái mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Đó. Như vậy thì đối với cái việc mà xử lý nội bộ, tôi hỏi mọi người, nội bộ có thể xử lý một cách thỏa đáng hay không? Trừ khi là cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là cơ quan an ninh điều tra vào cuộc thì chúng ta mới thấy được cái vấn đề này, đúng không ạ? Đó.
Nên là mọi người thấy đối với cái việc mà xử lý như vậy thì rất là nhiều người dân đặt ra câu hỏi. Nhưng riêng tôi đó, thì tôi sẽ tin vào cơ quan chức năng, vì đây là một cái vụ án dính đến có thể là một số cán bộ ở trong trường và một số người ở trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng giống như là một vị vụ trưởng vụ giáo dục và đào tạo cũng đã lên bài báo nói rằng là sẽ xử lý một tập thể hỗ trợ và giúp sức cho ông Thích Trân Quang này. Đó. Như vậy thì tôi rất là tin tưởng. Đó, đề vụ việc của ông Quang thì đối với cái việc này rất là nhiều người quan tâm, mong rằng cơ quan chức năng sẽ xử lý một cách thỏa đáng nhất. Thôi thì chúng ta chuyển qua cái nội dung thứ hai. Hôm nay thì mọi người thấy về vấn đề của ông Tuệ Hải, hay gọi là Tuệ Hải. Đó. Tuệ Hải này mọi người thấy không phải là đơn thuần. Ở đây thì em sẽ cho mọi người nghe lại một đoạn liên quan đến cái vụ việc của ông này để cho mọi người hiểu nha. Đương nhiên về cái vấn đề mà của ông Huệ Hải này, đầu tiên nhất thì cô chú anh chị cứ nghe lại một đoạn như thế này. Tôi chút nữa tôi sẽ chia sẻ lên. Đây là bài mở đầu của ông này nói về vấn đề là cúng cô hồn mới đây. Là ăn không sao. Không mà nói ví dụ. Bây giờ cái đồ cúng cô... có nói một bài rồi là đồ cúng cô hồn là không có nên ăn. Là mấy ảnh tưởng mà ảnh sôi hết rồi, tái xanh, trái cây còn xanh tươi vậy chứ còn cái nhựa sống đã hết. Thì ai không tin này thử, dễ thử lắm, không khó đâu. Tức là mỗi lần cúng cô hồn thì quý vị ăn cơm đó đi, ăn thức ăn đó đi, 120 ngày quý vị không khùng muốn quay lại đây tôi trả tiền cho. Nhưng mà khùng rồi là khỏi kiếm tôi được em. Còn đâu biết tôi đâu kiếm. 120 ngày là không còn. Có thầy nói là không nên ăn đồ cúng cô hồn. Đó. Và thầy Pháp Hòa cũng đã lên giải thích về vấn đề này rồi. Đó. Tôi nói thật mọi người, một vị thầy nói rất là vô duyên. Và cái cách cười. Tôi đặt trường hợp bây giờ đối với cái việc thầy Pháp Hòa ăn đồ của cô hồn cách đây 20 năm. Đó. Mà thầy Pháp Hòa một cách giảng đạo, chính đạo như vậy. Còn ông thầy nói là lên ăn đồ cô hồn trong vòng 20 ngày sẽ bị khùng điên. Đó. Và mất trí. Đó, mọi người thấy đưa người ta vào như vậy. Đó, mà mọi người thấy cúng gà, cúng vịt, cúng xe, cúng cổ, đa số là cúng cô hồn, tôi nói ví dụ vậy. Và những ngày mà giống như là lễ Vu Lan báo hiếu vừa rồi, đó, mọi người thấy bao nhiêu người ăn đồ cô hồn. Đó, và cuối cùng có ai điên chưa? Và trong khoa học của chúng ta, có ai có thể nói rằng ăn đồ cô hồn là điên? Hoặc là trong bác sĩ hay là các bệnh viện, các bài báo đưa tin có cái ai mà ăn cua hồn mà lại là điên chưa? Đó. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn nói mở đầu về vấn đề của ông Huệ Hải này. Còn rất là nhiều điều. Hiện nay bây giờ bao nhiêu người lên tố giác ông này về vấn đề liên quan đến cái việc bán thuốc, một cái toa thuốc bằng nước tương và gạo lứt lên tới 30 triệu đồng. Đó. Đây là một cái hành vi cắt cổ. Đó. Và tôi nói thật mọi người, cái việc mà hoạt động theo hội Phật giáo hoặc là theo giáo hội ở trong một tỉnh đó, mà để cái tình trạng này kéo dài như vậy thì tôi hỏi mọi người, hội hoạt động có phải là nhằm mục đích để kiếm tiền hoặc là bán tiền hay không? Đó, thì tôi nói riêng về cái ông Huệ Hải này thôi. Còn cái việc mà hội có kiểm tra hay không thì cái này đợi Bộ Nội vụ và những người vô kiểm tra người ta sẽ làm rõ ra. Và từ đây tôi nói thật mọi người, một số vị thầy này sẽ được chăm sóc một cách cụ thể. Đó. Và một nhân chứng kể thì cô chú anh chị cũng nghe cho kỹ nha. Tại vì cái này tôi xin mượn lại cái kênh của Chiến đó, mong Chiến thông cảm là đưa lên đây để cho mọi người biết được. Và từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc và xem lại tất cả các clip này. Thì cô chú anh chị coi một cái clip của một vị lên tố giác. Tố giác đối với nạn nhân của rất là nhiều người. Và cái to thuốc gạo lứt và nước tương lên tới 30 triệu. Nếu như không đủ 30 triệu thì lại là không đưa thuốc đó, và không đưa nước tương và gạo lứt. Và một cái clip của cô gái bị lừa là chính là của cái ông này đó. Một cô gái, một cái clip mà mấy cách đây mấy năm đó, liên quan đến cái vụ việc là ông Huệ Hải này mà bán một toa thuốc là 20 mấy đến 30 triệu đó cô chú anh chị. Và hôm nay cái vị này cũng đã lên kể lại. Mời cô chú anh chị nghe. À, hơi dài của chú anh chị, coi như là cái clip này là con nhường lời lại cho chú này nói luôn nha.
Nói chung là chú muốn đưa cái thông tin này lên cho cái cộng đồng mạng mình và những người bệnh nó biết ha. Tại vì là gia đình chú là cũng như là một cái nạn nhân của ông thầy Thích Tệ Hại này nè. Đó. Là chú kể sự việc là từ đầu tới cuối cho con nghe, rồi là con đưa lên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng biết là đừng có nghe theo những cái lời mà của cái ông thầy Tệ Hại này, là ông trị bệnh nha. Dạ. Là con nghe này, con nhớ là con nói cho bà con biết là ở ấp chú là ở trên này thì có đi lên trên ông thầy Gạo Lứt, là ông thầy Tệ Hại đó. Hồi đó giờ là mấy năm nay chú kêu ổng bằng con cái thằng Tệ Hại không, còn người ta kêu bằng ổng bằng thầy, chứ là chú kêu bằng cái thằng Tệ Hại không à. Dạ. Đó. Là trong cái ấp chú thấy có hai người. Một là người ở giữa ấp là cũng trị bệnh theo cái kiểu Gạo Lứt của ổng, là tốn tiền nói chung là bạc trăm triệu không chứ không có dưới không. Còn là ông già của chú là nó cũng tốn tiền cũng nói là bạc trăm luôn chứ không có ít, tại vì là trị theo cái cách của ổng là cái ăn Gạo Lứt rồi là ăn ba cái nước tương rồi ăn ba cái đồ của ổng bán không à, đồ ổng bán là cái đồ cắt cổ mổ họng đó, là muốn cái gì cũng phải ăn theo ổng, ổng nói đúng nói sai cũng phải ăn theo ổng, rồi là không ăn theo ổng rồi ổng đổ thừa ổng là chỉ không hết bệnh là không đúng cách. Yeah. Nhưng mà ăn theo ổng cuối cùng rồi là bệnh tình càng ngày càng trầm trọng, rồi là nói chung coi với chú nói con ha, là ông già của chú là bị bệnh mà nói chung là khối u, nhưng mà cái còn nhỏ khối u gan ha. Yeah. là còn giải quyết về cái tây y được. Yeah. Nhưng mà chú có con nhỏ em nó đi, nó ngồi nó nghe kinh kệ của cái ông bị dịch bị ôn Tệ Hại này nè, rồi nghe rồi nó theo cái cách quảng cáo, rồi theo cái cách của ổng giới thiệu, rồi ổng quảng cáo ba cái hàng bị dịch bị ôn mà ổng phải không, nghe rồi mùi tay, rồi ổng đưa lên quảng cáo luôn, chị bá chứng hết trơn, bệnh nào cũng hết đó, thì bệnh ung thư cũng hết luôn cái gì. Yeah. Rồi là nghe lời ổng nó, rồi là gia đình của chú là cũng mấy anh em trai là không có tin tưởng ổng, nhưng mà cuối cùng con nhỏ em gái là nó quá u mê. Yeah. Nó nghe cái lời mà của ổng lợi đó, rồi là ông già thì ổng cũng chịu theo chị đông y, nhưng mà là chú đặt bệnh viện ở trên rồi là lên là điều trị cho ổng, rồi cuối cùng là mấy con nhỏ em gái là có đứa là nó đi là nó nghe cái ông này cũng giảng đạo ở trên chùa, trên mà cái chỗ mà Long Hương đó. Yeah. Rồi nó lấy mấy cái clip, mấy cái quảng cáo của ổng đó, rồi là ổng nó đưa cho ông già. Kỳ nghỉ hè. Đó, vừa rồi mọi người nghe hết về cái đoạn của một vị này, và hôm nay em sẽ nhường lại chú này nói. Mà mọi người thấy cái nạn nhân của cột vị là được cho là Tệ Hại này đó, rất là nguy hiểm nha cô chú anh chị, về vấn đề tiền mất tật mang và thậm chí gây chết người. Và hiện nay bây giờ mong cơ quan chức năng vào cuộc gấp để điều tra về những cái clip này. Có thể là đây là một cái vấn đề che đậy mượn lớp thầy tu để nhằm mục đích trục lợi, bán một to thuốc Gạo Lứt và nước tương lên tới 29 đến 30 triệu đồng. Mọi người thấy đây là một cái hành vi kêu bằng chấn lột rõ rệt, lợi dụng vào nhẹ dạ khả tin của một số người mê tín dị đoan để nhằm mục đích trục lợi, cũng giống như bài báo hồi hôm nói. Đây là rõ ràng rồi, không thể nào chối cãi được. Thì tiếp tục em mời cô chú anh chị nghe, mọi người rất là bức xúc, tiếp tục mọi người nghe coi như clip hôm nay em nhường lời lại cho một vị này luôn. Em gái là nó quá u mê. Dạ. Nó nghe cái lời mà của ổng lợi đó, rồi đó là ông già thì ổng cũng chịu theo chị đông y, nhưng mà là chú đặt bệnh viện ở trên rồi là lên là điều trị cho ổng, rồi cuối cùng là mấy con nhỏ em gái là có đứa là nó đi là nó nghe cái ông này cũng giảng đạo ở trên chùa, trên mà cái chỗ mà Long Hương đó. Yeah. Rồi nó lấy mấy cái clip, mấy cái quảng cáo của ổng đó, rồi là ổng nó đưa cho ông già nghe hàng ngày đó, còn thử ra là ổng bỏ bên cái tay y. Là ổng mới nghe lời đó, bây giờ là tao theo ông thầy bị dịch bị ôn này, là ổng nói là ông thầy tốt nhưng mà mình là ông bị dịch bị ôn ha.
là rồi đó là đưa ông lên trên ông thầy bị dịch bị ôn rồi đó, là không biết đó là ông thầy nó có khám không, hay là mấy ông đệ tử của ổng mà đệ tử chim mồi của ổng khám mà mình không biết nha. Nhưng mà là 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi gì vậy là cái toa thuốc của ổng là đứt hết trợ cỡ chừng 60 triệu Đâu đâu nó. Nó nhưng mà đưa vô cái hang là nói chung là cái hàng của ổng là chủ yếu nó là gạo lứt nè, rồi là mua của ổng là muối mè, nước tương, dùng ba cái nước tương cái gì đâu, dùng ba tương đó là ngâm ba cái muối ra rồi bỏ màu không chứ có đậu nành đậu nếp gì bao nhiêu đó, rồi ổng làm cái lưu hũ để nhóc hết trơn vậy chứ không đưa ba cái màu không ai biết được. Rồi ổng nói dạ là giờ đó là ba cái muối ổng cũng muối tốt nữa đó, ổng nói cái gì mà làm mấy cái cây của ổng đó là mấy cây này đó là trồng ở trên núi, trồng cái khu vực đó là thiên nhiên, là cái cách thuốc của ổng là nó có nhiều hơn cái cách thuốc của người ta, nó toàn là ổng quảng cáo ba cái đồ bị dịch bị ôn của ổng không, mà ổng nói là đưa vô cái hàng ổng là cái hàng organic, cái hàng sạch bệnh nó, thành thử ra là Phật tử là nghe theo ổng nó, thành thử ra bây giờ là bệnh rồi á hen, ổng nói là ông chị là có thể hết bệnh ung thư có thể hết nó, nhưng mà nếu không hết thì chết một cách cũng nhẹ nhàng nó, Trời ơi. thì người ta nghe rồi người ta khoái, tại vì làm sao theo 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 mình biết đó là chết không nhẹ nhàng sao được, tại vì giờ lúc mà ông bệnh đó, là thì chị chưa chị của ổng thì 55 kg, chị rồi đó là 3 tháng theo cách của ổng còn có 45 kg à. Nó rồi đó là chị thêm 6 tháng nữa là còn 35 kg à. Rồi á là tới nào mà gần chết đó rồi á là cũng như con khô mà con cá mà mình phơi khô rồi đó, đâu có còn dãy giụa thì được ở đâu mà không chết nhẹ nhàng, nó cũng như chết con cá lóc mà mình phơi đi phơi nắng đó đó, rồi đó tới cùng nó chết rồi có đâu cũng biết con mẹ gì đâu mà không nhẹ nhàng, không nói là hết không hết thì cũng phải là chết một cách nhẹ nhàng chứ không có chết cách đau đớn đó. Hình thử ra là ở trên xóm của chú là có 2 người, một người là cũng đứt chết rồi cũng còn trẻ đứt chỉ vài tháng là đứt không có hết ai đó, còn ba chú thì bắt đầu là cái khối u nó là còn nhỏ ha, chị theo ổng ăn gạo lứt là nhai kiểu mà một cái họng cơm mà nhai ổng là cỡ nửa tiếng đồng hồ 15 phút mới được nuốt nó ha, nhai rồi không có cho ăn con mẹ chứ, nhai rồi là một ngày là chỉ uống đâu có 2-3 muỗng nước nhỏ nhỏ hay ra, rồi chị theo cách của ổng rồi 3 tháng rồi là đi chú cũng không có tin tưởng nhưng mà chú muốn làm xét nghiệm để cho mấy con nhỏ em gái của chú là nó tin Dạ. nha, chú đã biết ông thầy này là ông thầy tệ hại, ông thầy này ông thầy là ông chuyên môn là ông đập đổ không à, ông hút Dạ. máu người, nói chung là lên trên bệnh viện gặp người ta nói là tới ổng chị á hen, là ổng kêu đệ tử ổng hay là ổng gì đó là khám cho người ta, rồi khám rồi á là phải lấy thuốc cho 1 tháng hoặc 2 tháng, có người bệnh tim hen là bên bên vợ của chú bên bà con bên bác xui á, một người ở bệnh tim lên trển cho ổng hút cho đủ một to là 30 triệu nó, rồi á là đâu có đủ tiền, rồi cái người ta nói là giờ tôi không đủ tiền tôi hốt nửa to 15 triệu đi, rồi vài bữa tôi lên tôi hốt nữa, mấy cái ông đều đầu đệ mấy ông chim mồi của ông tệ hại này nè là không cho thuốc luôn, cuối cùng về nhà phải vay mượn tiền bạc rồi đem lên là đủ 30 triệu mới lấy thuốc về nó, rồi 30 triệu lấy thuốc về là chỉ theo cái toa mà ăn theo gạo lứt của ổng rồi 7 bữa 7 ngày tụt canxi rồi chân nằm ngay trừ, rồi là mướn xe cấp cứu chở đi bệnh viện nó Dạ. đó, thì là cái này là người thứ ba nghe, người thứ ba là người ở cũng địa phương cách Vừa rồi mọi người nghe hết những cái đoạn của một chú này đã kể rồi, cô chú anh chị nghe mà rùng mình không? Đó, bán xác khô, thậm chí là uống một thời gian rồi là giống như một cái xác khô và chết được thoải mái. Đó, mà gạo lứt với nước tương làm những cái chất không đúng, và kể cả tôi đã nghe vụ việc này rất là nhiều rồi. Đó. Vậy thì sẵn cái clip hôm nay, nếu như ai mà nghe cái clip này là nạn nhân của ông thầy tệ hại này, xin liên hệ với Đinh Hoàng Nhân theo số điện thoại Zalo là 0907 444 182. Đó.
kết bạn Zalo với Đinh Hoàng Nhân và Đinh Hoàng Nhân sẽ tìm hiểu kỹ về những nạn nhân này và sẽ làm một cái phóng sự và cũng sẽ tố giác tố cáo hành vi của một vị thầy này. Cái này là tôi nói thật. Tôi nhắc lại, nếu như ai là nạn nhân mà chữa trị mua thuốc ông này trị giá là 20 triệu trở lên đó, đối với một toa thuốc mà chữa bệnh không hết bệnh, thì cô chú anh chị cứ liên lạc với Đinh Hoàng Nhân bằng Zalo, số điện thoại là 0907 444 182. Đó, em sẽ đợi tới nhà em tìm hiểu và cũng sẽ làm cái phóng sự để làm rõ những cái hành vi của vị này. Đây là một cái hành vi trục lợi trắng trợn, không thể nào chấp nhận và nó trái đối với khoa học, cần phải lên án một cách mạnh mẽ. Mọi người thấy thời gian vừa qua rất là nhiều người đã nói về thầy Tệ Hải này rồi, nhưng mà thật sự hôm nay tôi nghe một cái đoạn clip này tôi rất là bức xúc. Đó, thì sẵn đây cô chú anh chị nào là nạn nhân thì cứ liên lạc với Đinh Hoàng Nhân. Đinh Hoàng Nhân sẽ tìm hiểu kỹ và sẽ cho người đi tìm hiểu kỹ tới nhà để tìm hiểu. Đó. Và nếu đây là sự thật thì Đinh Hoàng Nhân sẽ làm một cái chương trình đó, để tố giác hành vi của một vị này. Đó. Không thể nào để cho người dân tiền mất tật mang được. Mà nếu như hành vi như thế này thì kêu bằng thầy cố tổ của ông Quang rồi, chứ không phải là thầy ông Quang nữa. Đó. Nên như vậy thì tại sao mà hội Phật giáo hoặc là giáo hội ở Đồng Nai hay Bà Rịa Vũng Tàu lại cho hành nghề một cách như vậy đó, và lại cho phép làm như vậy? Không lẽ giáo hội không quan tâm, không kiểm tra, không đôn đốc đó, cũng giống như tại Bà Rịa Vũng Tàu hay sao? Thì vẫn là cái câu hỏi đặt ra của chúng chị. Và cuối cùng nhất đó, là mong cơ quan chức năng vào cuộc đó, để làm rõ về vấn đề này, kể cả Bộ Nội vụ, Bộ Công an đó, và kể cả là bên giáo hội cũng làm một cách thỏa đáng nhất để trả lại sự trong sạch cho tiếng tâm của hội Phật giáo. Đây cũng là một cái điều tôi mong muốn nhất. Thì qua cái clip hôm nay, cô chú anh chị nếu như ai là nạn nhân thì liên lạc với Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay em chỉ giao lưu với cô chú anh chị bao nhiêu đó thôi. Chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại nha. Chiều nay nếu như cô chú anh chị nào điện thoại trực tiếp thì em sẽ cho lên live luôn. Ok mọi người.